Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhà đất Huy Hùng.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay em Huy Hùng sẽ gửi đến cô bác anh chị chúng ta một căn biệt thự mái thái sân vườn với diện tích khuôn viên đất là ngang 12 và độ sâu là 22 m, thiết kế một trệt, một hầm và hai lầu mái thái bên trên. Thiết kế rất là đẹp nha quý vị, một căn biệt thự sân vườn chính chủ xây ở đang tọa lạc trên trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Thông Tây nha quý vị. Đây là một căn biệt thự mái thái rất là đẹp với lối kiến trúc Tân cổ điển, tặng kèm nội thất gỗ đỏ bên trong, rất là cao cấp. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến tham quan căn biệt thự chính chủ xây ở nằm sát bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Thông Tây thuộc phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh này nha quý vị. Căn biệt thự có sân vườn và có rất là nhiều cây xanh cũng như là nội thất bên trong rất là xịn. Một căn biệt thự hẻm một sẹc sát mặt tiền đường chính thuộc trục đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị nhìn đây là mặt tiền mặt chính căn nhà này. Căn biệt thự này thì với diện tích khuôn viên đất là ngang 12 và độ sâu là 22 m nha quý vị. Được chủ nhà xây mới, thiết kế một trệt và một hầm cũng như là hai tầng lầu mái chóp bên trên. Thiết kế quá là ấn tượng, đẹp và sang trọng năm 2023. Nằm sát bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Thông Tây của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự này thì chủ nhà đang chào bán với giá là 34 tỷ nha quý vị, và còn thương lượng. Quý chị có bác quan tâm alo về cho Hùng theo số hotline 0918 178 647. Và quý vị sẽ cùng em di chuyển vào bên trong căn biệt thự sân vườn mái thái, thiết kế có hầm rất là đẹp này nha quý vị. Nhà này thì có hai lớp cửa cổng nhôm đúc, có remote điện từ này. Và quý vị sẽ vào bên trong nhé, xung quanh thì có hàng rào. Ở đây thì quý vị có sân vườn này và khu vực sân để xuống hầm đậu xe bên trong căn nhà. Và đây thì quý vị sẽ có một cái không gian sân vào sảnh chính, có một lớp cửa đi xe máy và một lớp cửa hai cánh lớn đi xe hơi. Sân này thì bên ngoài thì có trồng cây xanh, có làm hàng rào, có hồ cá koi và có bàn trà ngay khu vực sảnh chính vào không gian phòng khách này. Đây là hồ cá koi này, hồ koi ngay ở giữa đối diện với sảnh chính của căn nhà nhé. Và từ đây thì quý vị nhìn lên mặt tiền căn nhà nó là đẹp tuyệt vời nhé. Đó, mặt tiền thiết kế theo kiểu mái thái, chỉ nẻo rất là đẹp. Nhà xây ở nên vô cùng chắc chắn và kiên cố nha quý vị. Đây là khu vực sảnh chính này. Chúng ta sẽ có 5 bậc cầu thang được ốp đá hoa cương đi lên với hai chậu bông hai bên. Bên đây sẽ là không gian phòng sảnh chính với không gian phòng tiếp khách và không gian phòng bếp cũng như là phòng ngủ dưới tầng trệt. Khu vực này thì hệ thống cửa đều làm là gỗ đỏ nha quý vị. Và quý vị sẽ xuống bên dưới để chúng ta tham quan cái hầm đậu xe của căn nhà này. Để chúng ta sẽ tiến vào hầm đậu xe nhé. Đây chúng ta nhìn này, nó thiết kế theo kiểu chữ L nha mọi người. Nó sẽ tạo nên một cái không gian trống để chúng ta vào khu vực hầm đậu xe và tạo nên không gian cửa sổ cho các phòng ngủ của căn nhà. Đây là khu vực hầm đậu xe. Khu vực hầm đậu xe này thì chúng ta đậu được 2-3 chiếc xe hơi và đậu thêm được vài chiếc xe máy nữa. Dưới hầm thì có cầu thang lên trên luôn. Đây chúng ta nhìn này, giá bán là 34 tỷ nha quý vị. Khu vực này thì quý vị sẽ có cầu thang lên trên và quanh ngược đây sẽ là đi ra không gian sảnh chính, không gian phòng khách nha quý vị. Rồi chúng ta sẽ cùng trở lại với sảnh chính để chúng ta di chuyển vào không gian phòng khách cũng như là không gian dưới tầng trệt, phòng ăn, phòng bếp và phòng ngủ dưới tầng trệt dành cho người già. Ở đây thì không gian phòng khách thì quý vị sẽ có bộ salon gỗ đỏ rất là rộng, có lục bình to hai bên. Bên trên thì có những bức tranh được làm bằng chất liệu gỗ đỏ, tranh mã đóc thành công. Và hệ thống cửa sổ, cửa chính và tường đều được ốp gỗ đỏ nha mọi người. Đây là không gian phòng khách của căn nhà. Phòng khách với những cái bộ salon gỗ rất là đẹp. Quý vị đang đến với không gian phòng khách của căn biệt thự phố ngang 12 sâu 22, tọa lạc trên trục đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây chúng ta đang ngắm nhìn không gian phòng khách này. Phòng khách này được ốp sàn gạch 1 m. Và ở đây thì quý vị nhìn thấy này, cửa ra hành lang khu vực nhà xe. Đây cũng có cửa lối ra cho khu vực nhà xe nhé, ra sân này. Và chúng ta thấy không gian căn nhà phải nói là đẹp tuyệt vời nha quý vị. Di chuyển đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng bếp, phòng ăn. Khu vực không gian phòng bếp, phòng ăn thì có tủ bếp trên dưới cũng được làm bằng chất liệu gỗ đỏ, có chạm trổ và điêu khắc rất là đẹp. Ở đây có một cái sập gỗ lớn này và bàn ăn 8 ghế. Tủ bếp thì rất là đẹp, đóng full trần. Quý vị nhìn thấy bên trên trần thì có trần thạch cao. Cuối nhà đây thì quý vị sẽ có giếng trời rộng thông lên bên trên và không gian phòng vệ sinh dưới tầng trệt, phòng vệ sinh với bồn cầu, là bồn rửa mặt, vòi tắm hoa sen. Căn nhà này thì chủ nhà thiết kế cho mình hầm đậu xe, phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, 7 phòng, trong đó có 5 phòng ngủ chính, một không gian phòng thờ, một không gian phòng karaoke, một không gian phòng sinh hoạt chung và 5 phòng ngủ kết hợp với sân thượng phía sau để phơi đồ. Và với vị trí đẹp nằm sát bên trục đường Lê Văn Thọ, kề bên công viên Làng Hoa như thế này, thì đây được xem là một trong những căn biệt thự phố nội thất gỗ đỏ cao cấp đang có giá bán rẻ trên địa bàn Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những căn biệt thự chính chủ xây ở vô cùng chắc chắn và kiên cố. Quý vị đang đến với không gian phòng ngủ số 1, phòng ngủ dành cho người già dưới tầng trệt. Phòng này thì có hệ thống tủ áo, hai bên tường thì có ốp nhựa, ốp gỗ đỏ lên cao 1m2, có hệ thống cửa ra khu vực sân, có phòng xông hơi trong này luôn. Và chúng ta sẽ có không gian phòng vệ sinh trong này. Căn nhà này thì tổng cộng có 8 phòng vệ sinh nhé. Phòng vệ sinh thì có hệ thống đèn tự sáng khi chúng ta bước vào trong phòng. Và quý vị đang đến với không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ dưới tầng trệt. Và quý vị sẽ cùng em Hùng di chuyển lên trên để tham quan kiến trúc hai lầu bên trên của căn nhà nhé. Một căn nhà mà nội thất toàn gỗ đỏ cao cấp như thế này, một căn nhà chính chủ xây ở vô cùng đẳng cấp và kiên cố, cũng như là độ chắc chắn phải nói là tuyệt vời. Khu vực cầu thang ở đây thì được ốp gỗ đỏ hoàn toàn, hai bên tường cũng được ốp gỗ lên cao 1m2, có tay vịn gỗ đỏ, lan can kính cường lực. Và chúng ta đang di chuyển lên không gian kiến trúc các phòng bên trên. Các phòng trên đây thì tất cả các phòng đều được ốp sàn gỗ đỏ và được làm rất là đẹp. Đây là không gian phòng ngủ số 2 này. Phòng ngủ này thì không có người ở nha quý vị, nên không có chăn ga gối nệm, có tủ áo, có đèn trần, đèn led, có cửa sổ ra giếng trời và cũng có vệ sinh trong. Phòng vệ sinh cũng với bồn cầu, lavabo, rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Ngang 12, độ sâu 22 m, nằm ngay sát với công viên Làng Hoa, thuộc trục đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cách sân bay Tân Nhất 10 phút đi xe máy, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút thôi. Và giá bán chủ nhà đang chào bán là 34 T. Quý vị cô bác quan tâm alo về cho Hùng theo số hotline 0918 178617. Đây là không gian sảnh phòng tập gym của căn nhà này. Ở khu vực này thì chúng ta sẽ có một sảnh tập gym nhé. Và đây là không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ này lớn nè. Phòng ngủ này thì quý vị sẽ có bàn làm việc, giường ngủ, tủ áo, trần bên trên, máy lạnh và không gian phòng thay đồ bên trong đây, cũng như là không gian phòng vệ sinh. Đây phòng thay đồ này. Cái bên này là không gian phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo, rửa mặt, bồn tắm đứng vách ngăn, vòi tắm hoa sen và gương soi đèn led. Chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ số 3, phòng ngủ chính này. Phòng ngủ rất là rộng nha quý vị. Đây là một căn nhà của một anh chủ nhà, một anh là làm ăn rất là lớn nha quý vị. Và nay anh cần bán căn nhà này để chuyển về nhà to hơn ở Bình Thạnh, nên anh ấy cần bán gấp với giá tương đối hợp lý nha quý vị. Công ty thì đang làm ăn khá là tốt, chuyển nhà về Bình Thạnh nên là đưa ra giá cũng khá là hợp lý. Đây là không gian phòng ngủ số 4 này. Phòng ngủ này thì chú đang ở nên hơi bề bộn một chút xíu nhé. Hùng sẽ quay nhanh thôi. Bên đây là ban công ra mặt tiền chính. Trong đây là phòng thay đồ và vệ sinh trong. Rồi quý vị có bác quan tâm căn này thì cứ gọi về cho Hùng để đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà. Giá bán thì chủ nhà đang còn thương lượng thêm và hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80% giá trị căn nhà khi mua. Và nhà thì xây ở nên vô cùng chắc chắn và kiên cố. Do nhu cầu chuyển về Bình Thạnh ở nhà to hơn và gần với công ty hơn, nên anh ấy cần bán với giá là 34 T. Quý vị có bác quan tâm thì gọi về cho bên em để đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà. Đây là không gian phòng số 5 này. Phòng này là phòng số 6 rồi nha quý vị. Lầu kia thì chúng ta có 3 phòng. 4 phòng, phòng này phòng số 5. Phòng số 5 đây, phòng này không ai ở hết nha quý vị. Có vệ sinh trong luôn. Sàn ốp gỗ hết, gỗ đỏ tự nhiên. Tủ áo, cửa đều là gỗ. Và đây là một căn nhà phải nói là quá tuyệt vời. Đây là sảnh sinh hoạt chung cho từng lầu. Và trong đây là không gian phòng số 6, phòng karaoke này. Căn nhà mình có 7 phòng nhé. Phòng karaoke gia đình. Karaoke này cũng có vệ sinh trong luôn. Và bên trong đây sẽ là không gian của phòng vệ sinh. 7 phòng ngủ và 8 phòng vệ sinh, có phòng karaoke gia đình luôn. Đây là phòng karaoke. Và ngoài đây là khu vực sân phơi đồ để giặt đồ này quý vị. Nhà này thì không có sân thượng, chỉ có khoảng sân nhỏ để phơi đồ giặt đồ thôi. Đây, khoảng sân giặt đồ phơi đồ đây nha quý vị. Và chúng ta sẽ tiến ra không gian phòng thờ, phòng số 7. 7 phòng ngủ, 7 phòng, trong đó thì có 2 phòng làm phòng chung và 5 phòng ngủ. Đây là không gian phòng thờ của căn nhà. Phòng này rất là rộng nha quý vị. Cũng có máy lạnh luôn. Và hệ thống cửa ra ban công, cửa chính, ra mặt tiền, nhìn rất sang. Đó, quý vị có bác quan tâm đến căn nhà ngang 12 sâu 22 m, nội thất toàn gỗ đỏ, chính chủ xây ở, vô cùng chắc chắn và kiên cố này. Hãy gọi về cho em Hùng theo số hotline 0918 178 647 đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, ngay công viên Làng Hoa, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.